Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, việc phát huy ưu thế mạng xã hội trong công tác phòng dịch tiếp tục được các khu dân cư ứng dụng triệt để. Với ưu điểm nổi bật là hạn chế tình trạng tập trung đông người nhưng vẫn đảm bảo tính kết nối, truyền tải thông tin kịp thời. Các group mạng xã hội như là Zalo, Facebook đã giúp các tổ dân phố thông báo các nội dung, các quy định phòng dịch của thành phố đến bà con nhân dân một cách hiệu quả. Từ hơn một tháng nay, ông Cao Đình Quý, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư 37, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, cùng với các thành viên trong ban điều hành đã sử dụng ứng dụng Zalo để điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19. Với nhiều nhóm Zalo được lập theo từng nội dung khác nhau như tổ COVID-19 cộng đồng hay tổ giám sát người về và đến Đà Nẵng, mọi thông tin đều được các thành viên cập nhật kịp thời lên nhóm này. Ban điều hành từ đó tổng hợp và báo cáo tình hình về phường. Ban công tác mặt trận tổ dân phố và chi bộ thì mỗi cái tổ chức đều thực hiện cái trang Zalo gọi là nhóm Zalo đấy, để có nghĩa là thông báo đến từng người dân. Mỗi người dân là mỗi hộ, mỗi tổ dân phố thì có nghĩa là đều là tham gia trong cái nhóm đó, để khi mà mình sao chép văn bản mình gửi xuống. Tại các khu vực phong tỏa, khi người dân phải ở yên trong nhà để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thì các mạng xã hội tiếp tục phát huy lợi thế. Tổ trưởng tổ dân phố nắm bắt nhu cầu của người dân thông qua tin nhắn trên các nhóm Zalo cung ứng lương thực thực phẩm đã được thiết lập trước đó để tiến hành đi chợ giúp dân. Ngay từ khi dịch cái là tổ dân phố với ban đây đã lập cái Zalo. Mặc dù là ở đây có tổ tôi tổ 23 có 52 hộ gia đình, nhưng mà cái Zalo của tổ là đến gần 70 người tham gia. Trên qua cái Zalo đấy, bọn tôi truyền tải hết những cái chủ trương chính sách của phường cũng như của thành phố, bà con cũng trao đổi với nhau qua cái Zalo đó. Và cái Zalo đó nó kết được cái đoàn kết trong khu dân cư. Bên cạnh phát huy tối đa các ưu thế của mạng xã hội, ban điều hành khu dân cư cũng luôn quán triệt, nhắc nhở người dân cảnh giác trước các thông tin xấu độc tràn lan trên các trang mạng, đặc biệt là trước những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phải nói rõ là tác dụng cái hiểu biết của mình thông qua các cái kênh tuyên truyền chính thống, không được là nghe các cái kênh tuyên truyền là không đúng sự thật, để làm cho tư tưởng cán bộ hội viên là không được là vững vàng. Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc các khu dân cư ứng dụng mạng xã hội trong công tác phòng chống dịch COVID-19 là xu thế tất yếu và đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, mỗi người cũng phải luôn biết cách chọn lọc, khai thác những ưu thế của mạng xã hội và cảnh giác trước những thông tin xấu độc.